Xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay mỏ hàn sung nhà mình lại về, lần này về được hơi ít, được có một sọt thôi. Thì bây giờ tôi sẽ khui cái thùng mỏ hàn này về cho ra cho các anh em. Thì cái đợt này tôi lấy được cái mỏ hàn này, đợt này về được hơi ít. Bình thường thì tôi lấy khoảng 3-4 sọt như thế này, nhưng mà bây giờ thì cái nhà cung cấp là cái mỏ hàn này thì họ cũng không họ bận nó sao mà họ không cung cấp cấp đủ hàng để cho mình. Thì anh em nào mà đang cần mỏ hàn sung loại cực khỏe thì anh em sẽ nhanh tay gọi vào cái số điện thoại tôi đang để trên màn hình để anh em đặt hàng. Không có đợt này về nhỉ, được có một sọt thế này thì về bán vèo phát hết luôn. Đây, mỏ hàn này thế này đấy. Đợt này tôi về được ít, chắc cái chỗ này chắc khoảng được 30 cái. À, 30 cái mỏ hàn thôi. Đây, thì cái mỏ hàn này thì tôi đã có nhiều bài chia sẻ đến cho anh em cái mỏ hàn này rồi. Mỏ hàn này nhà tôi này thì quá tuyệt vời rồi. Loại này là gọi nó thật là siêu mỏ hàn luôn. Hàn đặc biệt là anh em hàn những cái mối hàn lớn. Những mối hàn lớn thì đối với loại này thì ok rồi. Rất chi là chắc chắn anh em ạ. Đấy, bảo hành 1 năm nhá. Bảo hành 1 năm cho anh em, nếu có vấn đề gì tôi sẽ bảo hành 1 năm. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, anh em được thử luôn chứ không cần phải kiểm tra hàng nữa. Anh em bóc ra anh em thử luôn. Anh em hàng thấy ok, anh em thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng, người ta sẽ giao hàng đến tận nhà cho các anh em luôn. Đấy. Thì đợt này tôi về được có khoảng 30 cái thôi. Thì anh em nào mà nhanh tay thì đặt hàng, tôi sẽ ship hàng cho các anh em. Cái hàng này thì hàng những mối hàng lớn. Nhưng những anh em hàng hàn điện tử, những anh em nào mà hàn điện tử thì anh em sẽ chế cái mỏ phụ này nè. Anh em chế cái mỏ phụ này nó nhỏ hơn thì anh em hàn điện tử. Còn những anh em hàn mối hàn lớn than đề Yamaha, hoặc là anh em hàn than đề ô tô, anh em hàn những bất cứ những cái gì là mối hàn lớn thì anh em để cái mỏ phụ này. Còn anh em nào mà hàn điện tử thì anh em sẽ chế cái mỏ nó nhỏ hơn tí. Đấy, như vậy thôi. Thì cái video lần này thì tôi cũng chia sẻ đến cho anh em là cái số lượng mỏ hàn đợt này về hơi hiếm, hơi khan. Nên anh em nào mà chưa có mỏ hàn này, anh em hàn cái mỏ hàn này thì nó sướng hơn cái mỏ hàn tiệp mà cái mỏ hàn kia gấp mấy lần. Cái mỏ hàn kia anh em bóp mãi mà không thấy nóng, không chảy thiếc. Những cái loại này chỉ độ 3 giây đến 5 giây là đã nhuyễn thiếc rồi. Đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ gọi vào số điện thoại tôi để trên màn hình. Xin chào anh em.